Thưa quý vị, Mù Cang Chải cũng là địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng bởi vẻ đẹp như một bức tranh. Để tiếp tục phát triển du lịch nơi đây, vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải và Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã công bố đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải thành điểm du lịch của vùng Tây Bắc. Huyện Mù Cang Chải được định hướng là huyện du lịch tiêu biểu, phát triển bền vững của Yên Bái, có nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, văn hóa xã hội phát triển ổn định, bền vững. Người dân có đời sống văn hóa dân tộc đặc thù, hướng tới phát triển các cộng đồng làng gắn với nghề thủ công có tiềm năng phát triển du lịch. Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải được phê duyệt là cơ sở để định hướng phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chiến lược phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu Mù Cang Chải, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng, đô thị và du lịch trên địa bàn huyện, nhằm sớm đưa huyện Mù Cang Chải trở thành huyện tiêu biểu về phát triển du lịch bền vững theo hướng xanh, an toàn, bản sắc, thân thiện,